Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn video thay mới loa trong, loa nghe gọi của LG G5 tại Di động Cao cấp.vn. Đây là phần loa trong của LG G5. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong của LG G5, nghe nhỏ, nghe bé, nghe dè hoặc nghe chập chờn, quý hàng xin vui lòng đến các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn phần loa trong này thay mới cho quý vị các bạn, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Nó cũng giống như phần loa ngoài thôi. Đây phần loa ngoài của LG G5, thiết kế dạng module rất là đơn giản. Khi mà lỗi hỏng thay thế rất là đơn giản thôi. Đó, đây là phần loa trong này, là cụm này. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới loa trong của LG G5, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04667599. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới loa trong của LG G5 tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.